Cá rô phi là thực phẩm quen thuộc của các bà nội trợ. Giàu vitamin và khoáng chất, thường chế biến được rất nhiều món ngon như chiên giòn, nấu canh cải, làm chả. Nhưng cá rô phi kho hạt rẻ là món quà quê đậm vị được người nội trợ biến tấu để đổi vị cho bữa cơm gia đình trong những ngày đông lạnh. Tuy nhiên, để có một món ăn đầy đủ dưỡng chất và an toàn, người nội trợ phải thật cẩn thận khi lựa chọn thực phẩm. Bởi hiện nay, cá rô phi được nuôi ở các trang trại là chủ yếu, có rất ít trong tự nhiên. Nếu cá nuôi ở môi trường không sạch, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe gia đình bạn. Cá rô phi nuôi ở môi trường tự nhiên rất giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, trong đó có một lượng đáng kể protein, axit béo, selen, photpho, kali, vitamin B12, niacin, vitamin B6 và axit pantothenic. Những chất này rất tốt cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Trong khi cá rô phi nuôi ở môi trường không sạch, thường tiếp xúc với các chất ô nhiễm hữu cơ. Ngoài ra, một trong những thành phần chính trong thức ăn là phân của gà và chất thải chế biến từ lợn và vịt cũng khá phổ biến. Vì vậy, nếu các loại cá như cá rô phi bị nhiễm độc từ môi trường nuôi trở thành thức ăn của con người sẽ là một mối đe dọa không nhỏ tới sức khỏe. Chưa kể, nếu cá bị nhiễm kim loại có mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ như đối với kim loại trì, tùy theo mức độ nhiễm độc có thể bị đau bụng, đau khớp, viêm thận, cao huyết áp, tai biến não, nhiễm độc nặng có thể gây tử vong. Người nội trợ nên mua cá rô phi khi biết rõ nguồn gốc của chúng. Cần mua những con cá sống trong môi trường lành mạnh, trong sạch. Cá rô phi nuôi công nghiệp tương đối bằng nhau về cân nặng. Nhìn vào một chậu cá của người bán, nếu cùng một loại cá mà các con cá đều nhau, mình đen, tròn là cá nuôi. Do cá nuôi trong ao, hồ chật hẹp hơn cá tự nhiên nên nó sẽ bơi chậm và không khỏe bằng cá tự nhiên. Khi ăn cá nuôi, thịt sẽ bở và mùi không thơm. Còn cá sống trong môi trường tự nhiên, thường các con cá không bằng nhau, con to, con nhỏ, sống khỏe hơn. Hoặc người mua có thể dựa vào địa lý. Nếu chợ nào gần sông suối thì cũng có thể thi thoảng có cá sông. Còn ăn cá tự nhiên thì thịt sẽ chắc, thơm và ngọt hơn. Chúng ta không nên mua những loại cá rô phi đã chết hoặc mua chả cá rô phi làm sẵn sẽ không đảm bảo và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.